nhất thì trong nội này có mi chính ta mô mình chứ thế là tốc lại tan giả và phản hồi tốc lại tan giả phản hồi là quan trọng để học nông nữ đặc biệt sử dụng AI. Tôi đang nhắc gì trong nội về làm việc nhắc gì trong nội nên có thể nói có thể viết câu chuyện câu xuân nên nhanh nhanh nên sau đó tôi có thể đúc lại tôi có thể đánh giá chi tôi đã nói nên nên có thể phản hồi tôi có thể sử dụng AI để học ngôn ngữ tôi muốn phát triển kỹ năng ngôn ngữ tốt chuẩn nên tôi đang học tập ngồi tôi tập trao đổi nông tốt chuẩn nên là tôi muốn go chính xác cao tư chính xác nên nhưng mà tiếng Việt là khó khăn đặc biệt là part-time là khó khăn thì tôi phải luyện tập hành trình dài nên tôi có thể nghe tôi có thể theo nói khi tôi đã có đánh giá từ AI đánh giá AI là xuống 50 phần xuống 50 phần nên tôi có thể cố gắng vô đánh giá tuyệt vời nên ok à cô có
Rồi cổ thiền nhạc gì trong nội ngũ mình tiếng cao mà mình cảm thấy và thêm sức dậy
Phan Gia và Phan Bội Sức. Hay là Phan Bội là Phan Trọng Thể ở Bắc Kỳ Sư Trường. Tôi đang nhắc đi phòng mới vài làm về nhắc và đi chỗ nó cũng nhỏ. Tôi thể nói cái cao xuyên nên là nhằm nhận xe ô tô. Tôi có thể chắc lại là có thể căng gì chị tôi đã nói nên có thể tâm hỏi tôi có rất chứ cùng để tôi mua phát triển khi nào nó muốn à, rất chuẩn nên tôi đang thức rất mỏi tôi tập chào ông hỏi tôi có xin sắc vào xin những chính xác nhưng mà trên tên là vô thẩm và các tên là phát thanh là vô thẩm thì tôi vai lên không nên tôi có thể nghe ổ tôi có thể tiêu nói thì tôi đã vô đã đúng